Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2691 trẻ tuổi như thế đã có y thuật bực này. Tuy rằng còn chưa đến mức khiến cho hai tay ông ta không thể nhúc nhích được, nhưng tốc độ lưu động của pháp lực trong cơ thể bởi vì vậy mà chậm rất nhiều. Đây! Trên mặt Thác Bạt Mạnh lộ ra một tia kinh hoàng, theo bản năng rụt hai tay về, lúc này mới khôi phục lại bình thường. Bác sĩ Lý, đây là có chuyện gì? Thác Bạt Mạnh hỏi. Ông ta làm gia chủ của nhà hành nghề y, vốn y thuật không kém, nhưng cảnh tượng trước mắt này đúng là có chút kỳ lạ đáng sợ. Lý Quân Thành không nói chuyện ngay, mà ngưng tụ pháp lực ở hai mắt, nhất thời hai mắt ông ta lấp lánh ánh sáng rực rỡ, hiển nhiên đây là loại pháp thuật cùng loại với mắt thần. Ở dưới cái nhìn chăm chú của ông ta, khiếu huyệt toàn thân Thác Bạt Tuyết Tình giống như trở thành một thế giới băng tuyết đang không ngừng phun ra hàn khí. Thế giới trong huyệt, Lý Quân Thành kinh hô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thế giới trong huyệt, tên như ý nghĩa, chỉ thế giới nhỏ bên trong khiếu huyệt, nhưng muốn làm được một bước này phải nghiên cứu khiếu huyệt đạt đến trình độ rất cao. Theo Lý Quân Thành biết, những bác sĩ trong thần quốc có thể làm được việc này chỉ có 3 người. Nhưng mà 3 người này cũng là chiến lực cao nhất của thần quốc, gần như đã đến động hư cảnh hậu kỳ. Trong lòng Lý Quân Thành vừa mới nghĩ tới, sắc mặt khẽ biến đổi, hỏi Thác Bạt Mạnh, người bác sĩ ra tay kia tên là gì? Đường Tuấn, Thác Bạt Mạnh trả lời tường tận. Sắc mặt Lý Quân Thành lại biến đổi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là đệ tử của nhà họ Đường sao? Sắc mặt Thác Bạt Mạnh cũng thay đổi theo, trên mặt ông ta tràn đầy vẻ kinh ngạc không dám tin, nói chẳng lẽ là nhà họ Đường kia sao? Trong thần quốc có 3 thế gia siêu cấp, thành chúa tể từng vùng, mà tên của 3 thế gia này lần lượt là Đường, Hải, Diêm. Lúc trước Thác Bạt Mạnh còn chưa nghĩ đến phương diện này, bởi vì 3 thế gia này cách quá xa, cũng quá đáng sợ. Đừng nói là nhà họ Thác Bạt, cho dù là nhà họ Vương thống trị cả thành phố Đà Nẵng, ở trước mặt 3 thế gia lớn cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Mà nhà họ Đường trong 3 thế gia, lại có tên gọi là thế gia y đạo thứ nhất của thần quốc. Sắc mặt Lý Quân Thành nặng nề, nói có thể lắm. Trẻ tuổi như thế đã có y thuật bực này. Người nghiên cứu đối với khiếu huyệt đạt tới trình độ thế giới trong huyệt, chỉ có nơi như nhà họ Đường mới có thể xuất hiện. Toàn thân Thác Bạt Mạnh bắt đầu run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như Đường Tuấn thật đến từ nhà họ Đường, thì nhà họ Thác Bạt coi như xong đời rồi. Sao Lý Quân Thành lại không biết Thác Bạt Mạnh đang lo lắng cái gì, ánh mặt ông ta cứng lại, quát, dẫn tôi đi gặp vị bác sĩ kia. Nếu đối phương thật đến từ nhà họ Đường, Lý Quân Thành phải tới trước mặt bồi tội. Mà nếu cần thiết, ông ta thậm chí sẽ giết Thác Bạt Mạnh. Chương 2692, bác sĩ Đường Viêm còn khỏe không? Thác Bạt Mạnh nhìn Thác Bạt Tuyết Tình còn đang hôn mê, trong lòng vô cùng phức tạp. Nếu để cho Thác Bạt Tuyết Tình biết chuyện này, không biết cô ta sẽ nghĩ như thế nào. Còn Hoàng Tâm ở bên cạnh đã nghe đến thất thần. Trong đại sảnh chính của nhà họ Thác Bạt, từng bộ sách chồng chéo lên nhau chất đống vào một chỗ. Đường Tuấn ngồi trong đại sảnh từ từ đọc. Lấy cường độ thần niệm của anh, tốc độ đọc sách rất nhanh, gần như chỉ sau 2 canh giờ, anh đặt một quyển sách trong tay xuống, lẩm bẩm nói, xem ra nhà họ Thác Bạt còn cất giấu một phần thư tịch, có lẽ phần này mới là quan trọng. Đang lúc anh định đi tìm Thác Bạt Mạnh, một thanh âm nghiêm nghị vang lên ở ngoài sảnh, Lý Quân Thành thành phố Đà Nẵng xin gặp bác sĩ Đường Tuấn. Lý Quân Thành thành phố Đà Nẵng, sắc mặt Đường Tuấn thay đổi. Anh ở quận Đan Dương một thời gian, tự nhiên cũng biết tên Lý Quân Thành. Nhưng mà anh không biết Lý Quân Thành lại đang ở trong nhà Thác Bạt, càng không biết vì sao Lý Quân Thành tìm mình. Mời vào. Sắc mặt Đường Tuấn khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Rất nhanh, một ông lão đi vào trong đại sảnh, đúng là Lý Quân Thành. Thác Bạt Mạnh và Hoàng Tâm cũng không bước theo đi vào. Lý Quân Thành quan sát Đường Tuấn, sau một hồi đột nhiên hỏi, bác sĩ Đường Viêm còn khỏe không? Đường Tuấn nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Đối với vấn đề của Lý Quân Thành anh cảm thấy có chút khó hiểu. Lý Quân Thành thấy thế, trong lòng động đậy, trên mắt lộ ra vẻ tham lam nói, ngay cả Đường Viêm cậu cũng không biết, xem ra cậu không phải là người của nhà họ Đường. Đường Tuấn thoải mái nói, hóa ra là thử tôi. Tôi không phải là người của nhà họ Đường ở thần quốc thì sao? Lý Quân Thành nói, nếu không phải là người của nhà họ Đường thần quốc,
lại biết được một chiêu thế giới trong huyệt, cậu cảm thấy tôi sẽ tha cho cậu sao? Mở thức hải của cậu ra để cho tôi siêu hồn, nếu cậu phối hợp, tôi tha cho cậu một mạng. Đường Tuấn nhìn Lý Quân Thành thở dài, sau đó từ từ đi tới, biểu tình trên mặt rét lạnh như xương. Ông cũng dám siêu hồn tôi, Đường Tuấn lạnh lùng nói. Mi tâm Lý Quân Thành lóe ra một đợt ánh sách màu bạc, sau đó biến hóa thành một hình ảnh giống y như đúc dung mạo ông ta. Ông ta khinh thường nói, tôi đã đạt đến hợp thể cảnh hậu kỳ, tu vi linh hồn cũng chỉ kém một bước là đạt đến lĩnh vực bảy phẩm. Cậu chỉ là một tên hóa thần cảnh trung kỳ, ngay cả muốn chết ở trước mặt ta cũng không được. Tinh thần lực màu bạc như dây thừng vô hình vây khốn Đường Tuấn. Đường Tuấn nói tôi chỉ có hóa thần cảnh trung kỳ lúc nào. Chương 2693, vậy con gái của tôi làm sao bây giờ? Khi hai người mới vừa nói xong thì có tiếng bước chân vang lên. Một bóng người từ trong phòng khách chậm rãi đi ra, người đó chính là Lý Quân Thành. Hoàng Tâm, thầy. Thác Bạt Mạnh, bác sĩ Lý. Trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, không hổ là bác sĩ trong danh sách có tay nghề cao, nhanh như vậy đã có thể làm được rồi. Hoàng Tâm cười nói, thầy tên không biết tự lượng sức mình đó đâu. Có phải đã bị thầy giết rồi không? Thác Bạt Mạnh chờ mong mà nhìn về phía Lý Quân Thành. Vẻ mặt Lý Quân Thành xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Tóm lại cũng không thể nói thẳng ông ta đánh không lại Đường Tuấn chủ động trở thành người hầu của anh ta, như vậy quá là mất mặt. Ho nhẹ một tiếng, Lý Quân Thành nghiêm nghị nói, tôi và bác sĩ Đường quen biết muộn, trải qua quãng thời gian tiếp xúc ngắn vừa rồi tôi và bác sĩ Đường đã trở thành bạn bè. Cái gì? Hoàng Tâm và Thác Bạt Mạnh gần như cùng nhau thất thanh, hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không? Vừa rồi đằng đằng sát khí, chỉ chớp mắt một cái đã biến thành bạn tốt, tốc độ thay đổi này có chút quá nhanh. Lý Quân Thành mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, nghiêm túc nói, từ nay về sau, các người phải đối đãi với bác sĩ Đường giống như đối với tôi, thậm chí phải tôn kính anh ta hơn, đã nghe rõ chưa? Thác Bạt Mạnh và Hoàng Tâm đờ đẫn, đặc biệt là trong mắt Thác Bạt Mạnh bỗng nhiên bộc phát ra lửa giận hừng hực nói, bác sĩ Lý, ông có nhầm không? Ánh mắt Lý Quân Thành ngưng lại, trầm giọng nói, Thác Bạt Mạnh, nếu ông không muốn nhà Thác Bạt diệt vong thì tốt nhất nên câm miệng lại. Ông ta nhìn Thác Bạt Mạnh, cảnh cáo nói, lai lịch của bác sĩ Đường đừng nói là nhà Thác Bạt các người mà cho dù là tôi cũng không dám tìm hiểu sâu. Bây giờ ông đã hiểu chưa? Tuy rằng Đường Tuấn thừa nhận anh không phải người của nhà họ Đường ra người nhưng Lý Quân Thành lại không bởi vậy coi khinh anh. Tu vi hóa thần cảnh lại có thể bộc phát ra tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, điều này khiến ông ta sợ hãi không thôi. Cho dù là đệ tử kiệt xuất nhất của nhà họ Đường e rằng cũng không được như vậy. Tôi đã từng đọc qua một chút sách, một số người tu hành có tu vi vô cùng mạnh sau khi chết có thể tiến hành đầu thai sang kiếp khác. Như vậy có thể giữ lại đa phần tinh thần lực trước đó. Lý Quân Thành bỗng nhiên nghĩ đến. Ông ta đã coi Đường Tuấn là lão quái trùng tu chuyển kiếp. Nghe được lời cảnh cáo của Lý Quân Thành, trên mặt Thác Bạt Mạnh lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng vẫn không cam tâm nói, vậy con gái của tôi làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để như vậy sao? Lý Quân Thành cười lạnh một tiếng, nói, về chuyện con gái của ông ai đúng ai sai, chẳng lẽ ông còn không rõ sao? Nếu không phải con gái ông tùy hứng làm bậy thì sao có thể có họa như hôm nay? Thác Bạt Mạnh, đương nhiên ông ta biết chuyện này từ đầu tới cuối đều là một mình Thác Bạt Tuyết Tình sai. Lại nói Đường Tuấn còn đã cứu cô ta có ơn với nhà Thác Bạt gia, nhưng ông ta thật sự không cam tâm. Lý Quân Thành nói, nếu thật muốn cứu con gái ông vậy thì hãy cầu xin bác sĩ Đường. Mặt khác đem những sách của nhà Thác Bạt mà ông đã cất giấu ra, bác sĩ Đường đã phát hiện ra rồi, lời tôi đã nói rồi còn lựa chọn như thế nào thì tùy ông. Nói xong, Lý Quân Thành và Hoàng Tâm rời đi. Sau khi rời hậu viện một chút, Hoàng Tâm do dự nói, thầy là top người trong những người có tay nghề cao, có cần thiết phải đối đãi với anh ta như vậy không? Lý Quân Thành tự cười giễu cợt nói, xếp hàng thứ 10 những người có tay nghề cao là rất ghê gớm sao? Y thuật của nhà họ Đường diệu tuyệt thiên hạ, còn có từng nghe nói có tên của người nhà họ Đường trong danh sách đó chưa? Hoàng Tâm ngẩn ra, thật là như vậy. Y thuật của nhà họ Đường có thể nói là xếp thứ nhất ở thần quốc nhưng từ khi danh sách những người có tay nghề cao được mở ra đến nay, cũng chưa có người của nhà họ Đường xếp hạng trong đó. Chương 2694. Thác Bạt Mạnh nhìn hai người Lý Quân Thành rời đi, lại nhìn Thác Bạt Tuyết Tình trong lòng,
trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ kiên quyết như quyết định một điều gì đó. Ông ta tìm tới Thác Bạt Hoành, phân phó nói, chăm sóc cho Tuyết Tình, tôi đến Tông Miếu một chuyến. Thác Bạt Hồng khiếp sợ không thôi, nói, gia chủ, ông muốn đi sao? Thác Bạt Mạnh nhìn về phía trong phòng khách rồi nói, Tuyết Tình nhất định phải sống. Về phần sách chỉ là vật chết, hàng ngàn người ở nhà Thác Bạt đều không người có thể hiểu biết, có lẽ cơ duyên không ở nhà Thác Bạt ta. Nói xong, ông ta quả quyết rời đi. Rất nhanh, Thác Bạt Mạnh đã quay trở lại, trong tay ông ta có vài quyển sách cổ. Đi vào trong phòng khách vừa hay thấy Đường Tuấn ngồi trên một cái ghế đang đọc sách. Thác Bạt Mạnh quỳ xuống, nói trước đó mạo phạm bác sĩ Đường là lỗi của tôi đặc biệt lấy sách của nhà Thác Bạt đến đây, chỉ xin bác sĩ Đường hãy cứu Tuyết Tình. Đường Tuấn không dao động, ánh mắt vẫn dừng lại ở trước mặt những cuốn sách. Thác Bạt Mạnh thấy thế, cắn răng nói, từ nay về sau, nhà Thác Bạt đều nghe theo sự điều khiển của bác sĩ Đường, không dám hài lòng. Thác Bạt Mạnh không có thái độ kiêu ngạo, mà bác sĩ lớn trong danh sách những người có tay nghề cao như Lý Quân Thành cũng cúi đầu lúng túng mà một gia chủ gia tộc danh môn nhỏ bé như hắn lại có thể như vậy. Lúc này Đường Tuấn mới gấp sách lại, nhẹ giọng nói, có thể. Thác Bạt Mạnh nghe vậy, vội vàng cảm kích nói, cảm ơn bác sĩ Đường, cảm ơn bác sĩ Đường. Tâm trạng ông ấy vô cùng phức tạp, trước đây đều là người khác cầu xin nhà Thác Bạt, ngay cả đối đãi với Lý Quân Thành trong lòng Thác Bạt Mạnh cũng có chút kiêu ngạo. Mà bây giờ đối mặt Đường Tuấn đừng nói là kiêu ngạo, ngay cả tôn nghiêm cũng đã buông xuống. Để sách lại, lúc này Thác Bạt Mạnh mới đi ra ngoài. Đường Tuấn duỗi tay tung ra một chiêu, cuốn sách cổ Thác Bạt Mạnh đặt ở trên mặt đất ngao lập tức bay tới trước mặt anh. Trên bìa sách không viết bất cứ chữ gì, nhưng lại phát ra một lượng dao động vô hình khiến tinh thần Đường Tuấn vì vậy mà run lên. Đây là dao động tinh thần cấp 8. Trong lòng Đường Tuấn khiếp sợ. Anh không khỏi nhớ tới lời Huyền Mông nói trước đó, sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng thầm nghĩ, nhà Thác Bạt thật sự sẽ không có quan hệ gì với Chu Tước Thần Quân. Chỉ có điều nhà Thác Bạt sống ở một nơi xoàng của những gia tộc nhỏ mà Chu Tước Thần Quân chính là người tu hành sáng lập thần quốc, danh tiếng truyền khắp biển trời. Sự chênh lệch của hai người có thể nói một trên trời một dưới đất, vốn dĩ không có liên quan gì đến nhau. Trước đó Huyền Mông từng nói, Đường Tuấn cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ anh đã cảm nhận được khí thức của tinh thần lực cấp 8 trong sách của nhà Thác Bạt. Điều này làm cho Đường Tuấn không khỏi có suy tính sâu sắc về lời đồn đại kia. Dao động tinh thần trên sách rất mờ nhạt, không phải Đường Tuấn đạt tới cấp 7 hơn nữa tinh thần lực cũng nhạy bén hơn so với cấp 7. Đường Tuấn mở ra sách ra nhanh chóng nhíu mày. Trong đó ghi lại lịch sử của nhà Thác Bạt, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Nếu không phải ngay từ đầu Đường Tuấn liền cảm ứng được kia cỗ dao động tinh thần lực đặc biệt thì e rằng anh cũng sẽ cảm thấy quyển sách này không có gì đặc biệt. Lật hết cuốn sách, vẫn không thu hoạch được gì. Đường Tuấn nhìn chăm chú bìa sách lẩm bẩm nói, nếu đã có liên quan đến tinh thần lực, như thì. Anh nhắm mắt lại, tinh thần lực dồi dào từ trong thức hải trào ra như thủy triều. Về điểm đặc biệt này thì dao động tinh thần càng thêm rõ ràng, một hình ảnh JVN dần xuất hiện trong đầu Đường Tuấn. Hình ảnh một ông lão mặc áo choàng cổ, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt hơi hơi híp, thoạt nhìn rất ôn hòa. E rằng cũng không cảm ứng được, đây cũng là lý do vì sao sách ở nhà Thác Bạt lâu như vậy cũng chưa có người phát hiện sự bất thường trong đó. Đường Tuấn mở ra sách ra nhanh chóng nhíu mày. Trong đó ghi lại lịch sử của nhà Thác Bạt, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Nếu không phải ngay từ đầu Đường Tuấn liền cảm ứng được kia cỗ dao động tinh thần lực đặc biệt thì e rằng anh cũng sẽ cảm thấy quyển sách này không có gì đặc biệt. Lật hết cuốn sách, vẫn không thu hoạch được gì. Đường Tuấn nhìn chăm chú bìa sách lẩm bẩm nói, nếu đã có liên quan đến tinh thần lực, như thì. Anh nhắm mắt lại, tinh thần lực dồi dào từ trong thức hải trào ra như thủy triều. Về điểm đặc biệt này thì dao động tinh thần càng thêm rõ ràng, một hình ảnh dần dần xuất hiện trong đầu Đường Tuấn. Hình ảnh một ông lão mặc áo choàng cổ, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt hơi hơi híp, thoạt nhìn rất ôn hòa. Chương 2695. Ông lão cười nói, không ngờ bí mật tôi để lại bị một người ngoài khám phá ra. Ông ta dường như có thể nhìn thấy Đường Tuấn nói, chàng trai, cậu có thể khám phá bí mật trong sách cổ mà ta để lại thì chính là cơ duyên của cậu, tôi không muốn phủ định cậu, bằng không lần sau không biết phải chờ tới khi nào. Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Hy vọng cậu có thể đối xử tử tế với nhà Thác Bét. Đường Tuấn dùng ý thức đồng ý. Ông lão khẽ gật đầu, nói tiếp, năm đó tổ tiên nhà Thác Bạt tôi là một trong những bác sĩ đi theo thần quân, tuy rằng không phải bác sĩ cấp cao nhất, nhưng cũng từng gặp thần quân mấy lần, biết một chút chuyện đằng sau không muốn người khác biết.
Trước khi thần quân đóng kín thần quốc đã để lại truyền nhân và kho báu trong thần quốc cũng giao cho ba người hầu mà ông ta tín nhiệm bảo vệ. Hô hấp của Đường Tuấn ngay lập tức trở nên dồn dập. Thật sự là tin tức có liên quan đến mật tàng thần quân. Dường như ông lão cảm nhận sự thay đổi cảm xúc của Đường Tuấn, cười nói ha ha, người trẻ tuổi thật đúng là dễ dàng bị kích động. Cho dù biết mật tàng thần quân giấu ở đâu cũng không dễ dàng có được như vậy. Không nói nhiều nữa, chàng trai trẻ thứ đồ cậu muốn tìm đang ở Thánh Nhai. Nói xong, hình ảnh ông lão bắt đầu tiêu tan. Đừng quên lời hứa hẹn của cậu. Những lời này vang lên, hình ảnh ông lão hoàn toàn biến mất. Đường Tuấn mở mắt ra, ánh mắt trở nên lửa nóng, những suy nghĩ khác nhau nảy ra trong đầu. Thời gian anh tới thần quốc cũng không ngắn nữa, cuối cùng cũng nghe ngóng được tin tức của mật tàng thần quân. Thánh Nhai, Đường Tuấn đọc nhầm cái tên này rồi nhíu mày. Anh chưa từng nghe đến cái tên này. Áp những nghi ngờ trong lòng xuống, tinh thần Đường Tuấn tràn ra ngoài, truyền âm nói với Thác Bạt Mạnh luôn canh giữ ngoài phòng khách, mang Thác Bạt Tuyết Tình vào đây. Mặc kệ là đồng ý trước đó với Thác Bạt Mạnh hay là lời hứa với ông lão, Đường Tuấn cũng sẽ chữa khỏi cho Thác Bạt Tuyết Tình. Thác Bạt Mạnh vô cùng vui mừng, vội vàng đưa Thác Bạt Tuyết Tình đi vào phòng khách. Lúc này toàn thân cô ta đều bị một tầng băng xương vô cùng dày bao trùm, cả người như bị đông cứng như cột băng, chỉ có thể cảm ứng được sự sống vô cùng mỏng manh. Đường Tuấn mang cuốn sách cổ kia trả lại cho Thác Bạt Mạnh. Sau khi trải qua sự tiếp xúc vừa rồi, trên sách cổ đã không còn cỗ dao động tinh thần đặc biệt kia nữa, mà anh trải lại Thác Bạt Mạnh chỉ là một quyển sách cổ bình thường. Thác Bạt Mạnh lại không biết điều đó, thấy sách cổ hoàn toàn không bị tổn hao gì trở về, trong mắt lộ ra một tia ý cười, thầm nghĩ, trong thời gian ngắn như vậy đã đem sách cổ trả lại, xem ra anh ta cũng không thể phát hiện bí mật trong sách cổ. Ngoại trừ cười thầm trong lòng, ông ta còn có chút thất vọng, không biết đến bao giờ mới có thể mở ra cơ duyên mà tổ tiên để lại. Thác Bạt Mạnh, đừng quên những gì ông đã đồng ý với tôi. Đường Tuấn trầm giọng nói. Ngay lập tức Thác Bạt Mạnh định thần lại, liên tục gật đầu, nói, nhất định rồi. Về sau nhà Thác Bạt sẽ đi theo bác sĩ Đường, không chối từ. Chương 2696. Đường Tuấn hài lòng gật đầu, tâm niệm vừa động, ngón tay gạt nhẹ cơ thể Thác Bạt Tuyết Tình một cái. Một sợi khí cơ liền từ trong cơ thể Thác Bạt Tuyết Tình bay trở về trong cơ thể Đường Tuấn. Băng xương bao vây lấy cơ thể cô ta bắt đầu tan ra. Thác Bạt Tuyết Tình chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt lộ ra bối rối và hối hận. Tuy rằng cô ta bị đóng băng, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được biến động ở bên ngoài, biết vì chữa khỏi mình mà nhà Thác Bạt đã phải trả giá như thế nào. Nếu lúc ấy mình đồng ý với anh ta, không dùng bất cứ thủ đoạn gì thì bây giờ nhà Thác Bạt sẽ không biến thành như vậy. Trong lòng Thác Bạt Tuyết Tình hối hận, nhưng đã không thể làm nên chuyện gì. Khi Đường Tuấn đang chữa trị cho Thác Bạt Tuyết Tình thì cùng lúc đó Lý Quân Thành và Hoàng Tâm cũng đi tới phòng khách, nhìn thấy phương thức của Đường Tuấn, trong mắt ông ta không khỏi lộ ra một sự ngạc nhiên. Tuy rằng đã biết y thuật của Đường Tuấn giỏi hơn mình rất nhiều, nhưng loại phương pháp nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng này vẫn khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Xin chào bác sĩ Đường, Lý Quân Thành và Hoàng Tâm cung kính nói. Đường Tuấn, một tiếng coi như đáp lại. Chờ Thác Bạt Tuyết Tình hoàn toàn tỉnh lại, Đường Tuấn mới hỏi Lý Quân Thành, Thánh Nhai ở đâu? Lý Quân Thành nghe anh hỏi vậy thì thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên hỏi lại, bác sĩ Đường, tại sao cậu biết Thánh Nhai? Đường Tuấn thầm nghĩ, quả nhiên ông ta biết, anh nhướng mày, nói ông chỉ cần thành thật trả lời là được. Ánh mắt Lý Quân Thành vẫn hiện sự kinh ngạc, chậm rãi nói, ngoại trừ người của Tam Đại Thế Gia Gia, số người biết đến cái tên Thánh Nhai này rất ít, ngay cả tôi, trong lúc vô ý cũng mới biết. Thánh Nhai là thánh địa chung của Tam Đại Thế Gia. Tôi nghe nói, mỗi một thế hệ học trò của Tam Đại Thế Gia đều phải tiến vào Thánh Nhai tu luyện một thời gian dài. Đây là bí mật thuộc về Tam Đại Thế Gia, người tu hành bình thường sẽ không có khả năng biết. Trước đây từng có người muốn xông vào Thánh Nhai, đều bị cao thủ Tam Đại Thế Gia giết chết. Bác sĩ Đường, cậu nghe thôi là tốt rồi, đừng dại dột mà nghĩ sẽ xông vào Thánh Nhai. Một khi để người của Tam Đại Thế Gia biết, họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. DWC tiếp tại tamlins247.vn. Lời nói của Lý Quân Thành mang theo cảnh cáo. Trong lòng Đường Tuấn chấn động. Tuy rằng, lúc trước từ trong miệng lão giả, anh đã đoán ra Thánh Nhai và Tam Đại Thế Gia có mối liên hệ với nhau. Nhưng anh không nghĩ Tam Đại Thế Gia lại chiếm Thánh Nhai làm của riêng. Đường, Diêm, Hải là Tam Đại Thế Gia của Thần Quốc, chắc chắn sẽ có lão cổ hủ đỉnh phong của động hư cảnh canh giữ. Không phải cứ muốn xông vào là được. Có chút khó xử. Đường Tuấn nhíu mày,
cho dù anh khôi phục toàn bộ tu vi, cũng không phải đối thủ của Tam Đại Thế Gia. Sau khi ở nhà Thác Bạt thêm một ngày nữa, Đường Tuấn chuẩn bị trở về trung tâm y tế. Anh nhận được thông báo của Quân Huyền Sách, có vẻ như người của Trung tâm Y tế Hải Châu đã đến quận Đan Dương kiểm tra. Hai thầy trò Lý Quân Thành cũng có việc phải xử lý, nên cũng trở về Hải Châu. Còn Thác Bạt Tuyết Tình lại đi theo Đường Tuấn về trung tâm y tế, giống như một hầu nữ bên cạnh anh vậy. Đường Tuấn đang vận chuyển dược khí kim liên có tác dụng chữa thương trên lưng cửu viêm hỏa hạc. Thác Bạt Tuyết Tình hoảng sợ nhìn anh. Cách đây không lâu, cô ta nhận được tin báo của mấy người bạn của mình trong phòng bác sĩ, sau khi biết được sự tích Đường Tuấn ở trung tâm y tế nên càng thêm khiếp sợ. Sự không cam chịu ban đầu còn trong lòng cũng đã tan thành mây khói. Đọc tiếp tại tamlins247.vn. Anh là giảng viên cao cấp trẻ nhất tại trung tâm y tế. Anh đã tu luyện dược khí kim liên tới cấp cao nhất. Cho dù là thế nào thì cô ta cũng không thể đạt tới. Mà lúc này, tại trung tâm y tế quận Đan Dương, tại một phòng của tầng 3. Chương 2697. Một người đàn ông trung niên đang nghiêm túc xem báo cáo trên bàn, lông mày càng nhíu chặt. Mấy vị bác sĩ cấp cao của trung tâm y tế Quân Huyền Sách và Ôn Chính Sơ ngồi ở vị trí phía dưới anh ta, vẻ mặt cũng bất an. Sau khi người đàn ông trung niên đọc xong báo cáo, anh ta đập xuống bàn, giận dữ mắng, vô lý. Quân Huyền Sách, ông lớn tuổi như vậy nhưng sống trên người chó sao? Tại sao lại làm cho cái gã hề nhảy nhót này đại náo trung tâm y tế, còn trở thành giảng viên cao cấp? Ông làm tôi thật sự rất thất vọng. Quân Huyền Sách vội vàng giải thích, Vương Thao, mọi chuyện thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Người đàn ông trung niên nhướng mày, nói Quân Huyền Sách, bây giờ tôi là tuần tra được chỉ định của Trung tâm Y tế Hải Châu, ông đừng nói là có quen tôi. Tuần tra Vương. Quân Huyền Sách giật mình, ông ta chỉ có thể cung kính nói, y thuật của Đường Tuấn rất lợi hại, không chỉ là tôi, mà ngay cả bác sĩ họ Ôn, và đông đảo học sinh của Trung tâm Y tế cũng nhìn thấy. Anh ta có đủ năng lực trở thành một giảng viên cao cấp tại Trung tâm Y tế. Vương Thao cười lạnh nói, có năng lực, chỉ dựa vào việc anh ta dùng âm dương chi thuật có thể đánh bại Tỉnh Trung sao? Chỉ dựa vào việc anh ta tu luyện công pháp dược khí kim liên rác rưởi đến cấp cao nhất sao? Chỉ có chút bản lĩnh này mà ông cũng không biết xấu hổ gọi là có năng lực. Anh ta chỉ vào báo cáo trên bàn, nói, không hề nói quá, học sinh mà Vương Thao dạy, tùy tiện chọn ra một người cũng mạnh hơn anh ta gấp 10 lần. Các người lại để cho loại người này đến làm giảng viên cao cấp. Các người coi trung tâm y tế là nơi trú ẩn ăn mày sao? Đám người Quân Huyền Sách và Ôn Chính Sơ nghe xong, trên mặt đều hiện ra vẻ tức giận. Họ biết rõ vì sao Vương Thao lại phẫn nộ. Vương Thao tuy tuổi không lớn, nhưng đã là phó giám đốc trung tâm y tế Hải Châu. Anh ta xuất thân từ gia đình họ Vương đệ nhất thế gia của Hải Châu, từ nhỏ đã có thiên phú bẩm sinh, thậm chí còn được gọi là đệ nhất thiên tài y học Hải Châu. Năm đó khi trở thành giảng viên cao cấp của trung tâm y tế, anh ta đã phá kỷ lục là giảng viên cao cấp trẻ tuổi nhất. Từ trước đến nay Vương Thao tự hào về chuyện này, mà chuyện Đường Tuấn trở thành giảng viên cao cấp, một khi báo cáo lên trung tâm y tế Hải Châu, vậy có nghĩa là kỷ lục của Vương Thao bị phá. Vì một hư danh mà hạ thấp người khác, tâm địa của Vương Thao thật hẹp hòi. Theo anh nói như, vậy tất cả các giảng viên của trung tâm y tế quận Đan Dương chúng tôi cũng không bằng học sinh của anh. Ngay cả Tỉnh Trung cũng cảm thấy tức giận. Lời nói của Vương Thao thật sự quá đáng. Quân Huyền Sách lạnh lùng nói, tuần tra Vương, tôi không đồng ý với lời anh nói. Tôi cảm thấy chuyện này giao cho Trung tâm Y tế Hải Châu xử lý sẽ tốt hơn. Vương Thao lại vỗ bàn một cái, giận dữ nói, Quân Huyền Sách, rốt cuộc ông là tuần tra hay là tôi tuần tra? Ông dám nói chuyện với tôi như vậy, chuyện nhỏ này tôi quyết định là được rồi, không cần báo đến Hải Châu. Tuần tra Vương, anh. Đám người Quân Huyền Sách giật mình, rõ ràng Vương Thao muốn làm độc tài. Chương 2698. Vương Thao hừ lạnh nói, anh cái gì anh? Ánh mắt anh ta ngưng lại, nói, nếu các người muốn bảo vệ anh ta như vậy cũng có thể. Bảo anh ta lập tức tới báo danh với tôi. Tôi sẽ kiểm tra anh ta một chút, nếu như thông qua khảo sát của tôi giúp các người báo cáo cho Trung tâm Y tế Hải Châu cũng chưa muộn. Nhưng nếu như không thông qua khảo sát, tôi không chỉ muốn cắt cái chức vị giảng viên cao cấp của anh ta mà còn phế bỏ tu vi của anh ta để trừng phạt. Quá tàn nhẫn. Mấy người Quân Huyền Sách dùng mình hóa ra Vương Thao muốn giết Đường Tuấn. Quân Huyền Sách trầm giọng nói, bác sĩ Đường ra ngoài, bây giờ chưa về.
Vương Thao lạnh lùng nói, mang tiếng là giảng viên cao cấp của trung tâm y tế, vậy mà trong thời gian khai giảng đã rời trường, tự tiện rời khỏi chức vụ, không có tinh thần trách nhiệm, tội cộng thêm một bậc. Quân Huyền Sách cực kỳ tức giận. Bản thân giảng viên cao cấp có tự do tương đối lớn, Vương Thao gắn tội bừa bãi. Vương Thao hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, trong vòng nửa giờ, nếu anh ta không xuất hiện trước mặt tôi, vậy tôi sẽ cho anh ta ra khỏi trung tâm y tế. Còn nữa, sẽ không bao giờ tuyển dụng. Vương Thao, anh đừng quá đáng. Quân Huyền Sách tức giận nói. Từ huyện Huyền Thủy đến quận Đan Dương, đâu thể đi trong nửa giờ được. Tuy rằng ông ta đã cho người báo tin cho Đường Tuấn, nhưng vẫn không kịp. Vương Thao nói, các người cứ việc báo tin cho anh ta, tôi không ngại. Nói xong, anh ta nhắm mắt lại dưỡng thần, không thèm để ý tới mấy người Quân Huyền vô cùng lo lắng. Đường Tuấn, cậu đến đâu rồi? Quân Huyền Sách lại xuất ra lệnh bài truyền tin, hỏi. Tôi đã đến trung tâm y tế rồi. Giọng Đường Tuấn truyền đến. Trên mặt Quân Huyền Sách lộ ra ý cười, nói, vậy cậu mau đến chỗ tôi, có việc gấp. Bây giờ Quân Huyền Sách cũng không có thời gian thắc mắc vì sao Đường Tuấn có thể về nhanh như vậy. Ông chỉ cần anh trở về là được rồi, về rồi hung hăng đánh vào mặt Vương Thao đáng ghét kia. Vương Thao lại không hề tỉnh ngộ mà tùy ý nói, xem ra anh ta đã trở về, mau bảo anh ta tới đây, đừng làm mất thời gian của tôi. Trong lòng mấy người Quân Huyền Sách cảm thấy yên ổn hơn một chút. Ôn Chính Sơ hỏi, tuần tra Vương, anh chuẩn bị khảo sát Đường Tuấn như thế nào? Vương Thao cười lạnh, lấy ra một vật đặt ở trên bàn. Đó là một khối đá đen, mặt ngoài viên đá lóe ra tinh quang nhàn nhạt, mới nhìn thì giống như một mảnh sao biển nhỏ. Đá ô tinh. Sắc mặt của Quân Huyền Sách thay đổi. Chương 2699. Vương Thao nói, không sai, chính là đá ô tinh. Anh ta nhìn lướt qua mấy người, nói, nếu các người đều nói năng lực thiên phú của anh ta rất mạnh, vậy thì việc thắp sáng một mảnh tinh hải bên trong đá ô tinh hẳn là không thành vấn đề. Sắc mặt của Quân Huyền Sách trầm xuống, nói, Vương Thao, anh quá đáng. Những người khác cũng tức giận nhìn Vương Thao. Đá ô tinh là một loại công cụ kiểm tra trình độ tinh thần lực của các bác sĩ. Nhưng muốn thắp sáng tinh thần lực của tinh hải nhỏ ít nhất phải đạt thất phẩm. Cả trung tâm y tế quận Đan Dương cũng không tìm được người đạt tới thất phẩm, Đường Tuấn có khả năng đó không? Hơn nữa thất phẩm chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất để thắp sáng tinh hải, nếu chắc chắn muốn thắp sáng, có đôi khi cần tinh thần lực đạt cấp độ cao hơn. Vương Thao thở ơ, nói quá đáng sao? Sao tôi không thấy tôi quá đáng chỗ nào nhỉ, thiên tài nên có dáng vẻ của thiên tài? Thế hệ hành tẩu của nhà họ Đường đã xuất hiện người làm được việc này. Thời gian trước ở Hải Châu, người đó đã thắp sáng hai khối đá ô tinh ở trung tâm y tế Hải Châu. Đường Tuấn mà các người nói tuy rằng còn kém xa với Đường Gia Hành Tẩu, nhưng có thể bằng một nửa Đường Gia Hành Tẩu thì cũng miễn cưỡng đạt. Trên mặt mọi người đều hiện vẻ ngạc nhiên. Đường Gia Hành Tẩu là nhân vật kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ tại nhà họ Đường, đại diện cho Đường Gia Hành Tẩu trong thiên hạ. Không chỉ là thân phận, mà còn đồng nghĩa với thiên phủ yêu nghiệt. Mọi người càng kinh ngạc lại càng cảm thấy tức giận. Đường Tuấn rất giỏi, nhưng lấy Đường Gia Hành Tẩu làm tiêu chuẩn thì không phải là bắt nạt người khác sao? Quân Huyền Sách nhìn chằm chằm Vương Thao, trầm giọng nói, chờ đi Hải Châu, tôi sẽ tự báo với trung tâm y tế. Vương Thao nhún nhún vai, nói, không sao cả. Dù thế nào thì anh ta cũng phải nghĩ biện pháp loại bỏ Đường Tuấn trước rồi nói sau. Dù nở hoa trong rừng cùng bị gió phá, tên nhóc con này đừng trách tôi độc ác. Vương Thao trong lòng đắc ý. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân truyền đến. Đường Tuấn từ cửa đi vào chào hỏi với mấy người Quân Huyền Sách. Tốc độ ban đầu của Cửu Viêm Hỏa Hạc không thể đến nhanh như vậy. Nhưng giữa đường, không ngờ Cửu Viêm Hỏa Hạc lại đột phá, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy, mới có thể kịp thời trở về. Đám người Quân Huyền Sách nhẹ nhàng gật đầu. Vương Thao không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, nói cậu chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn cảm nhận được địch ý trong lời nói của người trước mặt thì nhíu mày. Quân Huyền Sách vội vàng truyền âm nói mọi chuyện cho anh biết. Chương 2700. Vương Thao, trung tâm y tế Hải Châu. Đường Tuấn hơi nhướng mày. Vương Thao ném đá ô tinh tới trước mặt Đường Tuấn, nói, nếu đã biết rõ ràng, vậy thì mau bắt đầu đi, đừng làm mất thời gian của tôi và mọi người. Đường Tuấn cầm đá ô tinh, ánh mắt chớp động một chút, nói, nếu như tôi thắp sáng đá ô tinh, anh phải xin lỗi họ, đồng thời khối đá ô tinh này thuộc về tôi. Vương Thao ngạc nhiên rồi cười lạnh nói, cậu cho rằng thắp sáng đá ô tinh rất đơn giản sao?
Vừa nãy tôi có nói, đường ra hành tẩu mới thắp sáng hai khối đá ô tinh. Cậu cảm thấy tinh thần lực của mình có thể bằng một nửa đường ra hành tẩu, không cảm thấy buồn cười sao? Ngay cả Vương Thao cũng không có cách nào thắp sáng đá ô tinh, vậy anh ta làm sao có thể tin Đường Tuấn trẻ tuổi làm được? Đường Tuấn tay nắm đá ô tinh, nói anh có đồng ý không? Vương Thao nói, được, tôi đồng ý. Dù sao người thua chắc chắn không phải anh ta. Nhưng khi anh ta vừa dứt lời, đá ô tinh trong tay Đường Tuấn đột nhiên tỏa sáng. Ánh sáng trong phòng tối sầm lại, một mảnh tinh hải nhỏ chậm rãi xuất hiện. Mọi người cảm giác bản thân như đang ở trong tinh hải mộng ảo. Vương Thao trợn tròn mắt. Đám người Quân Huyền Sách há miệng nói không nên lời. Đường Tuấn thật sự có thể thắp sáng đá ô tinh. Đường Tuấn là người thực hiện lại nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Việc thắp sáng đá ô tinh, quá thoải mái. Anh cảm thấy thắp sáng hai viên đã cũng không phải vấn đề lớn. Đường Tuấn thu hồi tinh thần lực, tinh quang trong phòng theo đó biến mất. Nhưng sự rung động trong lòng mọi người vẫn không giảm bớt. Như vậy đã được chưa? Đường Tuấn hỏi. Khóe miệng Vương Thao giật giật không biết nói gì, anh ta còn muốn thế nào nữa? Quân Huyền Sách cười ha ha, vỗ vai Đường Tuấn nói, không sai, không hổ là giảng viên cao cấp của trung tâm y tế chúng tôi. Rồi ông ta nhìn về phía Vương Thao, nói, Vương Thao, đừng quên những gì anh đã nói. Sắc mặt của Vương Thao rất khó coi, sau đó cúi đầu xin lỗi đám người Quân Huyền Sách. Anh ta không còn mặt mũi đòi đá ô tinh. Nhìn bộ dáng vui vẻ của đám người Quân Huyền Sách, Vương Thao giận dữ nói, các người đừng đắc ý, chỉ là thắp sáng một viên đá ô tinh mà thôi, anh ta còn kém xa đường ra hành tẩu. Đám người Quân Huyền Sách cũng không bị đả kích, Đường Tuấn có thể thắp sáng một viên đá ô tinh đã vượt qua kỳ vọng của họ, không phải ai cũng có thể so sánh với đường ra hành tẩu. Không thể so sánh được cũng là chuyện bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2700.